Được sự đồng ý của Chính phủ, ngày hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và pháp quyền. Tham gia lớp học có 80 cán bộ làm việc ở các ban tôn giáo, các tu sĩ và các giảng viên thuộc các ngành khoa học xã hội, luật pháp và tôn giáo của các trường đại học trong nước. Nội dung của khóa học đề cập đến phương pháp nghiên cứu tôn giáo và pháp quyền, mối quan hệ giữa tôn giáo và pháp quyền, những vấn đề lý thuyết nghiên cứu tôn giáo và pháp quyền, những thành tựu trong thực hiện chính sách tôn giáo của Việt Nam và một số nước trên thế giới. Khóa học này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản trên phương diện lý luận và thực tiễn về tôn giáo và pháp quyền, qua đó góp phần xây dựng một hệ thống pháp lý có hiệu quả.